giờ xin mến chào đến tất cả các cô chú anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 10. Thì em cũng xin giới thiệu đến cô chú anh chị em gần xa. Thì đến bộ dàn sới này là IC6. Đặt cái đầu máy là F6 gió nha cô chú anh chị. Thì cái dàn này với máy này là quá đẹp nha, mình khỏi bàn cãi gì hết nha. Thì khỏi phải chê luôn, nói chung là dàn IC6 mà nó đẹp như vậy thì rất là hiếm anh cô chú chị ơi. Máy cũng vậy luôn nha. Đó. Thì rửa ra là trong phiếu luôn. Giờ mình cũng đang tắm rửa nó. Thì sau khi tắm rửa xong ấy thì mình có quay em nó lên test thử cho mấy cô chú chị xem. Đây là còn nguyên xi luôn nha. Máy móc rồi còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Nói chung hàng này bên Nhật về vậy luôn anh em. Nói chung là thường thường là IC6 đặt đầu máy F6 hoặc là nó đặt đầu máy 1X75. Thì theo như mình nhận định cái dàn này thì còn đẹp ha, đầy đủ, đẹp, mới, bỏ cái chê luôn, IC6. Thì những cái dòng máy này thì thích hợp về mấy anh em nào mà kéo cài cái mọt hoặc là sới, liếp hoặc là lên luống, trang chạc hay là cắt kiểu luôn, đầy đủ luôn, khỏi phải bàn cãi luôn đó. Thì hết thuốc luôn mấy anh em, hết thuốc chữa luôn đó, rất là mới anh em. Đây mình đang tắm rửa nó đây, thì tí xíu nữa mình sẽ quay chi tiết và cận cảnh cho cô chú chị xem ha. Nói chung là cái dàn này nó dính nhớt quá trời luôn anh em ơi. Nè, thấy không đó. Nếu mà rửa cái lốc là rất là còn xanh nha, cái máy cũng vậy luôn. Cái hàng bên Nhật này nó dơ quá. Rồi mình đang tắm rửa đó anh em. Rồi xong rồi mấy anh em ơi. Bây giờ mình quay test máy thử cho mấy anh em xem ha. Quá đẹp luôn anh em. Thì nói chung là cái này nó cũng còn sơ sót, mình rửa này quá trời nó cứng anh em ơi. Dính vào cái mỡ bò kẹo kéo gì nó dính không giờ ra. Tại vì mà dưới máy cũng vậy luôn. Về mà bơm nước chạy xuồng ha, đặt sòng gì á, bỏ chơi luôn anh nè, nó sới luôn nè, thấy chậm chứ, nó sẽ lẹ đó. Thì thòng luôn ha, bỏ cái bàn cãi mình nè, về đi. Tiếng luôn em. Chưa. Đấy. Đi ra đi. Go, huh?
giờ sới này XC6 tất cả dòng máy XC hay là dàn cai thì mình có lãnh anh em là lên đù luôn anh em, lên đù bự luôn nha. Đó. Thì nó nói là nằm chậu bộ vậy, mấy anh em mua gì mình bán đó nha. Ví dụ anh em nào thích mua hộp số mình bán hộp số. Mua máy bán máy anh em. Rồi xong anh em ơi, nãy giờ mình test máy thử máy các kiểu ha, thì như con gà điểu luôn đó, thì mấy anh em cũng thấy rồi đó, dàn này rất là đẹp đó anh em ha, cái sơn còn mới tinh nha đó, zin hết trơn anh em, zin luôn ha đó, zin đồng bộ hết, zin hết, đi tới đâu là thấy là toàn đồ zin hết, máy nó còn nha, cái sơn zin luôn anh em đó. Thì vấn đề cái máy này thì em xin nói với anh em luôn, tại vì nó đóng đất đóng đóng hòm quá trời, nó dơ luôn anh em ơi, rửa có tiếng đồng hồ không ra. Thì bây giờ anh em nào yêu thích cái máy này thì có nhu cầu rửa lại sạch sẽ thì em rửa lại nha, cái này quá trời luôn nè, nó dính đất nè, nhưng mà máy còn đẹp nha, nước sơn zin thế nè, xanh chành thế nè. Đấy anh này F6 này thì nó có 6 ngựa, nó 2000 là tôi với anh em. Máy là toàn bộ mấy anh em nghe, nghĩa địa nghe, bao zin nha, bao chưa buông tháo mở gì hết các kiểu. Nếu như mà mình đã bán anh em mà nó sai mất uy tín mất lời hứa thì mình đi hoàn toàn chịu trách nhiệm anh em hả, bán bao nha. XC6 má ơi, lóc xanh chành là má ô sơn. Ngàn sới này ha, u nù nút ha. Quá đẹp. Thôi chê con này, thắng bụng là còn ok hết rồi nè. Con làm ha. Số thì bên em khỏi lo đi, mở mà nó nhớt một cái ha. Nó còn xanh cáo luôn. Lè luôn. Rồi rất là ok với anh em. Quá hoàn hảo cái bộ sới này. Thì một phần nữa em cũng rất là cảm ơn mấy anh em đã theo dõi và xem video. Mấy anh em nhớ đăng ký kênh để nhận được cái video mới, những cái clip mới với anh em, để mình xem mình chọn những cái máy hay dàn sới nào đẹp về á. Em đăng lên đó, anh em nào đẹp dễ thích lụm kẹo ha, alo em ha. Với lại đó, đặc biệt cửa hàng chúng em có bán hỗ trợ chợ góp anh em ha. Chợ góp thì gồm có chỉ có thủ tục thì giấy chứng minh với bằng lái xe thôi đó, đơn giản anh em. Thì mấy anh em nào có gia đình thì có giấy chứng minh bà xã mình nha. Với đặc biệt mình có làm qua hồ sơ mua mấy anh em online luôn á. Mua chai góp online luôn, có luôn anh em. Anh em ở nhà cũng vẫn là chai góp vẫn được nha. Thì đến đây em cũng xin kết thúc anh em ơi. Mấy anh em nhớ xem video. Chúc anh em một ngày mới, chặng đời này vui, hạnh phúc bên người thân và gia đình mình nha. Thân ái chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em lúc sau. Bye bye anh em.